Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào hết thảy anh chị em con cái Chúa. Xin mọi người nhớ cầu nguyện cho tôi ngay bây giờ cùng với gia đình. Cả nhà đang bị dịch cảm cúm, nằm ở trên giường. Bản thân tôi đầu hơi bị nhức, thành ra là xin Chúa Ngài thêm sức cho. Điều cần làm thì chúng ta cần phải làm cho nó trọn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không gặp những sự cản trở và khó khăn. Nhưng mà trong bất cứ sự cản trở khó khăn nào, chúng ta hãy bám vào sự kêu gọi, bám vào chính Ngài và bám vào quyền năng của Chúa ban cho. Thì Thánh chép rằng đấng mạnh sức ở trong mỗi chúng ta, đấng sẽ hành động qua chúng ta trội hơn mọi sự. Cảm ơn Chúa vì bài hát vừa rồi có câu cuối cùng, nó cũng là cái cầu nối cho bài giảng ngày hôm nay. Câu cuối cùng của lời hát nói rằng xin Chúa luôn dùng con, kết quả cho Ngài. Nhớ là có rất nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa nhưng mà lại không có kết quả. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều khi chúng ta làm theo ý riêng của mình. Có nhiều lúc chúng ta làm theo ý Chúa kêu gọi nhưng mà lại làm bởi sức riêng của mình. Có nhiều khi chúng ta làm theo đúng ý muốn Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa, nhưng khi thành công chúng ta lại lấy cho sự vinh hiển riêng của mình. Cho nên kết thúc cuối cùng là một sự thất bại ê chề. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta đều phải biết rằng mọi việc chúng ta làm đều là ý muốn của Ngài. Điều thứ hai, chúng ta thực hiện ý muốn Chúa là bằng sức của thân Ngài, không phải bởi quyền thế, không phải bởi sức lực của chúng ta, nhưng bởi thần của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba là hướng về Ngài. Mọi sự vinh hiển chúng ta không được quyền ăn cắp, bởi vì lời Chúa Giêsu nói rằng những công việc về thuộc linh ngoài ta ra các ngươi không làm được gì hết. Và giờ nếu chúng ta hiểu được câu kinh thánh đó, có nghĩa là chúng ta không có công trạng gì ở trong sự thành công vinh hiển mà chúng ta nhận lãnh sau đó. Tất cả mọi sự đó đều hướng về Ngài. Như vậy quy chung lại, mọi sự đều từ Ngài, mọi sự đều nhờ Ngài, và mọi sự đều hướng về Ngài. Hai lần đánh cá, chủ đề ngày hôm nay đưa chúng ta tới một điều quan trọng. Lời Chúa nói rằng người công bình không có nghĩa là không gặp tai họa, nhưng Kinh Thánh chép rằng người công bình gặp nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Trong Kinh Thánh không nói rằng người công bình sẽ không ngã, nhưng Kinh Thánh chép rằng người công bình ngã nhưng không nằm sải dài. Điều đó có nghĩa là có ngã nhưng mà không gục. Vì sao? Không phải vì chúng ta có tư tưởng lớn, không phải vì chúng ta có năng lực hay là tâm trí mạnh, nhưng bởi vì người công bình biết người công bình đã sống bởi từ đâu và nhờ đâu. Cho nên khi chúng ta bị ngã, chúng ta không gục, bởi vì chúng ta nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Giống như Phê-rơ khi bị chìm xuống dưới nước, ông kêu la lên rằng thầy ơi, lạy Chúa hãy cứu con. Và đúng lúc đó Chúa đưa tay ra nhấc ông ra khỏi nước đang cuốn chìm ông. David nói rằng dầu đi trong chung bóng chết, tôi không sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Quan trọng của người công bình không nằm sải dài, đó là Chúa có ở cùng với bạn hay không. Hai lần đánh cá đưa chúng ta tới một điều quan trọng là Chúa luôn luôn có cơ hội thứ hai. Cơ hội thứ hai dành cho Samson, cơ hội thứ hai dành cho Eli, cơ hội thứ hai dành cho Phê-rơ, và cơ hội thứ hai cũng dành cho tôi và bạn. Thấy chưa? Thất bại lần đầu không có nghĩa là thất bại. Bạn học và đứng dậy từ thất bại đó. Có ai không ngã để mà bớt dại? Có ai không thất bại để mà được thành công hơn? Cho nên xin Chúa giúp cho tâm trí suy nghĩ của chúng ta đừng nhìn thất bại là thất bại, mà hãy coi thất bại là một kinh nghiệm, là một sự đầu tư cho thành công tương lai của bạn. Hai lần đánh cá đưa chúng ta tới một điều: Đức Chúa Trời của chúng ta, của tôi và bạn, là đấng luôn khiến mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nào chúng ta cùng nhau tới với lời của Ngài Luca đoạn 5. Càng suy nghĩ về những gì xảy ra tại Hà Nội đêm 12 tháng 9 vừa rồi, chỉ trong vòng có 5 tiếng đồng hồ thôi mà 56 người đã bị chết cháy,
37 người bị thương còn đang trong viện cấp cứu. Chúng ta nhìn thấy cuộc sống thật là vô thường. Tất cả những nạn nhân này, khi họ nằm trên giường chuẩn bị ngủ, không ai nghĩ rằng cái đêm đó là đêm cuối cùng. Có những cô gái là sinh viên y năm thứ 7, tương lai đang sáng ngời, chưa kịp bước vào đời thì đã phải rời khỏi cuộc đời này. Đưa chúng ta tới một điều gì? Hãy suy nghĩ ngay bây giờ, ngồi tại chỗ bạn đang ngồi, hãy suy nghĩ cuộc sống này rất là ngắn ngủi. Hãy làm một cái gì đó thật là đáng giá. Nếu chúng ta chỉ còn 24 giờ để mà sống thì chúng ta bây giờ phải làm gì? Xin Chúa đặt câu hỏi này vào lòng của mỗi chúng ta, để mà nhờ Ngài chúng ta có câu trả lời. Chúa Giêsu nói với Satan khi đến cám dỗ rằng: ngươi, và câu này cũng dành cho chúng ta nữa, đó là ý nghĩa cuộc sống trên đất này, ngươi phải thờ lạy Đức Chúa Trời là Chúa ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đó chính là mục đích cuộc sống chúng ta 70 năm, 80 năm trên đất này, nếu được. Để mà sau này khi rời khỏi cõi đời này, chúng ta sẽ biết địa chỉ về đâu. Nếu trên đất này chúng ta hầu việc ai thì chúng ta sẽ biết địa chỉ khi qua đời chúng ta sẽ về nơi nào. Bởi vì chính địa chỉ của vị chủ, vị vua mà chúng ta đang hầu việc trên đất này sẽ là địa chỉ sau khi qua đời chúng ta sẽ về đó. Chúa Giêsu nói rằng nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Hallelujah. Nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Nếu như bạn không có nhà riêng, không có sổ đỏ, thì hãy nhớ bạn có một sổ đỏ và nhà riêng, một chỗ ở trên thiên đàng thật tuyệt vời. Sau khi Chúa sắm sẵn xong rồi, Ngài sẽ về đưa chúng ta tới. Ngài ở đâu chúng ta sẽ ở đó. Nào lúc các bạn năm đưa chúng ta tới một bài học về cuộc đời của Phê-rơ. Nó dạy chúng ta rất nhiều, và trong đó có cả tôi nữa. Đây là câu chuyện mà tôi sẽ không đọc cả mạch văn. Chương 5 Luca từ câu 1 đến câu 11, bạn có thể về xem lại kỹ càng. Chỉ đơn giản tôi sẽ dùng cái ngôn ngữ kể chuyện mà tôi hiểu để cho bạn biết. Đây là một đoạn kinh thánh rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ nhìn thấy hai lần đánh cá của Phê-rơ khác hẳn nhau, và mỗi một lần có những bài học sâu sắc cho tôi và bạn. Phải chăng đó ai đang chuẩn bị bước vào đánh cá lần đầu, ai đang ở giữa lần thứ nhất và lần thứ hai, và ai đó đã trải qua lần đánh cá thứ hai giống như Phê-rơ, thì bạn sẽ cùng tôi hiểu được hai câu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất, khi Chúa Giêsu đến với Phê-rơ ở bờ biển để mượn ông cái thuyền, thì nhớ này, sách Mác đoạn 1, Ma-thi-ơ đoạn 4, họ đã được Chúa kêu gọi rồi. Trong lúc đi qua bờ biển đó, Chúa Giêsu nhìn thấy Phê-rơ đang đánh cá, thì thấy chép rõ ràng ông đang đánh cá. Rồi sau đó Ngài lại gặp anh em Giăng và Gia-cơ cùng với cha của mình đang vá lưới. Và khi Chúa kêu gọi bốn con người này đi theo Ngài, thì kinh thánh chép rằng họ bỏ để đi theo Chúa. Như vậy có nghĩa là trước cái cuộc gặp gỡ trên thuyền đánh cá này, họ đã được Chúa kêu gọi rồi, và họ đã bỏ mọi sự đi theo Ngài một thời gian rồi. Nhưng vì lý do nào đó, hoặc là lo lắng về tương lai, ăn gì, uống gì, mặc gì, cho nên họ trở lại cái nghề cũ đi đánh cá. Và đây là câu chuyện mà cái khoảng thời gian tôi không biết chính xác là bao lâu, họ đã rời khỏi cái mà họ đã đi theo Ngài một thời gian để trở về với cái nghề đánh cá này. Thì đúng buổi sáng nọ tại cái hồ đó, Chúa Giêsu đã tới. Thì thấy chép rằng Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu ở gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Trước đây Ngài gặp Phê-rơ đang đánh cá, còn bây giờ giặt lưới bởi vì mẻ lưới vừa rồi thất bại. Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, không hề hỏi, không hề xin. Dường như họ đã có mối quan hệ với nhau từ trước rồi. Ngài sử dụng chiếc thuyền của Phê-rơ và nhờ Phê-rơ, nói Phê-rơ đẩy chiếc thuyền ra khỏi bờ một chút. Đây chính là bài học mà Phê-rơ hiểu được rằng người đã đi theo ta chỉ một chút thôi, sau đó người đã quay trở về nghề cũ của người. Ngài sử dụng chiếc thuyền đó để dạy dỗ dân chúng. Sau khi Ngài đã dạy xong thì nói với Phê-rơ, nói với Simon rằng hãy trèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Nhớ con thuyền này đang ở sát bờ. Và Chúa nói với Phê-rơ rằng người mới chỉ đi loanh quanh ngoài bờ thôi, người vẫn bị bò
đang giữ ngươi. Ngươi không dám bỏ mọi sự đi theo ta. Chúng ta được biết rằng học trò bây giờ khác với môn đồ ngày xưa. Môn đồ ngày xưa giống như ông thợ cả của người mộc. Khi người cha muốn con trai của mình đi theo ông thợ cả làm môn đồ của ông đó, thì phải lạy cha mẹ, rồi sau đó từ biệt cha mẹ, đi theo thầy theo đúng kỳ định mà thầy bảo đi theo. Có nghĩa là hoàn toàn cắt đứt tất cả mối quan hệ với thế giới xung quanh, chỉ đi theo thầy, giống như đứa con của ông thầy hay là tôi tớ của thầy vậy. Cho tới khi thầy rảnh thì thầy mới tha cho trở về. Người hãy ra chỗ sâu mà thả lưới, đừng loanh quanh ở bờ, đừng có sợ người sống gì, ăn gì, mặc gì. Hãy trèo ra sâu mà thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã đánh cá suốt đêm không bắt chi được. Dầu vậy, tôi cũng nghe theo lời thầy mà thả lưới. Và khi thánh chép rằng, khi họ thả lưới, thì đánh một mẻ lưới rất là kết quả. Và khi thánh chép rằng, mẻ lưới lớn đến mức độ thuyền gần chìm, họ phải gọi thêm đồng bạn tới. Và lưới gần như đứt. Và khi họ chở cá vào bờ, từ chỗ sâu đó thả lưới xong đi vào bờ, thì có điều gì xảy ra? Phêrô nhìn thấy Chúa, Simôn nhìn thấy Chúa ngồi trong thuyền của mình. Kinh Thánh chép rằng ông quỳ gối và nói rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Đấy, lần đánh cá đầu tiên Phêrô nói câu này. Khi nhìn thấy kết quả, chúng ta sẽ xem sự khác biệt. Khi mẻ lưới thứ hai, lần đánh cá thứ hai, điều gì tác động trên Phêrô? Hai con người hoàn toàn phản ứng khác nhau. Lần này ông quỳ gối và nói rằng, xin thầy ra khỏi tôi vì tôi là kẻ có tội. Còn lần sau thì ông lại chạy gần tới với ngài và tiếp nhận sự kêu gọi một cách nghiêm túc. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hai lần đánh cá, hai kết quả khác nhau. Mỗi một lần một sự dạy dỗ với Phêrô khác. Cảm ơn Chúa. Hai thuyền đầy cá mang tới sự ăn năn. Phép lạ của Chúa luôn mang tới cho chúng ta sự ăn năn. Rồi câu số 10, câu số 11, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simôn rằng, đừng sợ chi. Vì sao lại có từ đừng sợ chi này? Nó có liên quan tới việc trước đây ngươi đã đi theo ta, bỏ mọi sự mà theo ta. Nguyên cớ nào ngươi quay trở lại cái nghề cũ này, cho nên đã thất bại suốt đêm không bắt được con cá nào? Ta nói với ngươi biết rằng Đức Giê-va Gi-rê, Đức Giê-va Andonai, Đức Giê-va đấng dư dật, và Đức Giê-va là đấng chăn giữ chúng ta không thiếu gì. Đừng sợ chi. Khi Chúa kêu gọi bạn thì ngài sẽ chi trả hết thảy mọi khoản mà ngài đã kêu gọi mỗi chúng ta. Tất nhiên con người chúng ta xác thịt sợ lắm, sợ bước ra khỏi chỗ an toàn, sợ bước ra khỏi thuyền gặp bão, sợ ăn gì. Ôi, Chúa đã dạy Eli, hãy vào nơi đó, nước từ khe chảy ra nuôi ngươi, quả một ngày hai lần mang đón tới cho ngươi. Ta là nguồn cung cấp cho ngươi, ta là bánh hằng sống, ta gửi mana từ trời xuống. Đừng sợ chi, từ nay trở đi ta sẽ khiến ngươi, ta sẽ làm ngươi, ta sẽ huấn luyện ngươi trở nên tay đánh lưới người, hay là cứu linh hồn của những người khác khỏi tội. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo ngài. Đây là lần thứ hai họ bỏ hết thảy mọi sự theo ngài, mặc dù mẻ cá đầu tiên, nhưng là lần thứ hai họ bỏ mọi sự đi theo ngài. Rồi 3 năm trôi qua, Phêrô đi theo Chúa, những gì đã xảy ra với ông? Wow, ông nhìn thấy những phép lạ, ông nhìn thấy bánh hằng sống từ trời nuôi 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con. Không phải chỉ một lần, hai lần hóa bánh, một lần cho những người Do Thái ăn, một lần ở đất người ngoài ở bên kia bờ hồ Galilee, Chúa hóa bánh nuôi những người tại 10 thành Decapolis, những đồ ăn đó. Ông nhìn thấy phép lạ, Chúa đi bộ trên mặt biển, ông nhìn thấy Chúa khiến những kẻ chết sống lại, ông nhìn thấy những người phun được sạch, ông nhìn thấy Chúa quát một lời, bão biển được dẹp yên, ông nhìn thấy Chúa hóa hình. Rồi sao nữa? Những tham vọng
tiếng lên mình của Phêrô vẫn chưa được xử lý. Rồi có một lần trong bữa tiệc thánh, khi Chúa nói rằng sẽ có một kẻ phản ta, và họ hỏi ai phản ngài nhỉ? Rồi sau đó lập tức không cần tìm câu trả lời, họ lập tức hỏi nhau ai trong chúng ta là những người làm lớn. Vì sao lại đặt câu hỏi vì làm lớn? Bởi vì họ nghĩ rằng sắp tới Chúa sẽ được vinh hiển. Và như vậy ai sẽ ngồi bên phải bên hữu Chúa đấy? Và khi họ đưa ra ai sẽ trong chúng ta là người làm lớn, lớn nhất, thì tất nhiên câu trả lời là Phêrô. Phêrô đã lọt vào bẫy của sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời chống cự lại kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. Và chính lúc này ma quỷ đã đòi sàn sảy Simôn. Ông đã đứng ra thề với Chúa rằng: con thề với ngài, ai bỏ ngài thì bỏ chứ. Simôn này thề nhá, thề nếu bỏ ngài con bé và con kiên, thề nhá nếu con bỏ ngài con bóng điện này, sẽ không bao giờ bỏ ngài, kể cả vào tù, kể cả chịu chết. Và Chúa nói gì với Phêrô? Ngài nói gì với Simôn? Ngài nói rằng: Simôn, ma quỷ đã đòi sàng sảy ngươi, nhưng ta đã cầu nguyện cho ngươi để khi ngươi ăn năn hối cải, ngươi làm vững chí anh em mình, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Wow! Phêrô không thể hiểu nổi. Ông nói thật đấy, ông thề đi theo ngài, ông nói thật đấy. Ông nói thật lúc này là bởi ông đang tin vào khả năng quánh nhau với đầu gấu chợ cá. Ông đánh nhau với những kẻ cướp cá của ông. Ông là một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà ông cậy vào sức của mình. Nhưng ông không biết rằng đây là một chiến trận thuộc linh, đối diện với ma quỷ. Chúa đã cho ông nhìn thấy rằng ma quỷ đòi sàng sảy ngươi, chứ không phải đầu gấu của Galilee tranh chấp với ngươi vì bãi cá. Không, ngươi có thể thắng được những con người này, nhưng ngươi không thể thắng được ma quỷ. Để thắng được ma quỷ, ngươi phải nhờ cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng lúc này tất nhiên Phêrô không hiểu, Simôn Phêrô không hiểu. Rồi câu chuyện kể lại, ông đã chối Chúa 3 lần. Bạn đã được biết câu chuyện này. Chúa bị đóng đinh, hết thảy các môn đồ bỏ chạy hết. Giuđa bán Chúa với 30 miếng bạc. Phêrô, Simôn chối Chúa 3 lần. Nhưng Giêsu sau 3 ngày Chúa đã sống lại. Nào chúng ta cùng nhau tới lần đánh cá thứ 2 sau hơn 3 năm. Sách Răng đoạn 21 đưa chúng ta tới một câu chuyện thật là tuyệt vời để chúng ta so sánh giữa 2 lần đánh cá. Bạn đang ở trong lần đánh cá nào? Bạn đang chuẩn bị bước vào đánh cá lần 1, hay là bạn đang giữa đánh cá lần 1 và lần 2, hoặc là bạn đang chuẩn bị bước vào đánh cá lần 2? Thì nào chúng ta cùng nhau tới cái câu chuyện của Simôn Phêrô đánh cá lần thứ 2, được chép trong sách Giăng đoạn 21 từ câu 1 đến câu 14, rất là đặc biệt. Bạn phải biết rằng trước khi xảy ra cái buổi sáng định mệnh này thì Chúa đã hiện ra 2 lần cho các môn đồ được biết, và ngài cũng nói với họ rằng: hãy tới Galilee, ta sẽ gặp các ngươi ở đó. Và họ đã đến đó, họ vâng lời đến đó. Nhưng mà đến đó họ làm gì? Trong lúc đang chờ đợi, ở câu số 3, Simôn Phêrô nói rằng: tôi đi đánh cá. Wow! Chúa bảo đến đó để gặp ngài, tại sao lại rủ nhau đi đánh cá? Đi lệch những điều mà Chúa đã dạy. Simôn Phêrô: tôi đi đánh cá đây. Rủ những người khác, các người kia cũng trả lời rằng: chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Câu chuyện lịch sử được lặp lại trong cái buổi sáng, buổi đêm định mệnh đó. Chúa đã sống lại, hiện ra cho họ 2 lần rồi. Ngài nói cho họ biết rằng tới Galilee trước để mà gặp ngài ở đó. Nhưng họ vâng lời một nửa, đi tới Galilee, nhưng mà lại rủ nhau trở về nghề cũ. Dường như bài học lịch sử của lần trước, hơn 3 năm xưa, đã lặp lại lần thứ 2 trong đời sống của Phêrô. Thói nào tận đấy. Và khi thấy chép rằng Phêrô sau chối Chúa 3 lần, Phêrô cần, lúc này Phêrô đã ăn năn rồi đấy, Phêrô đã nhận sự tha thứ, được tái sinh rồi đấy, bởi vì Chúa đã bước vào cái phòng của họ và hà hơi trên họ và nói rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh, bình an cho các ngươi, và ta sai các ngươi thể nào giống như cha tay xa tay như vậy. Và điều thứ 3
vì sao lại cần phải ở đây, vì sao Chúa lại gặp gỡ tại Galilee. Bởi vì Phêrô rất là cần sự phục hồi lại vị trí của mình sau 3 lần chối Chúa công khai, thì ông phải 3 lần công khai trước mặt mọi người nói sự kết nối lại với Ngài, yêu Ngài. Chính vì vậy mà hãy lắng nghe, Chúa đến bãi biển lần thứ nhất cũng chỉ vì Phêrô và những người mà cần quay trở lại sự kêu gọi. Lần thứ hai này Chúa tới cái bờ biển và đứng trên bờ này cũng chỉ vì Phêrô và những người theo ông đi đánh cá này, để gọi họ quay trở lại sự kêu gọi. Bạn đang muốn bỏ Chúa? Bạn đang muốn bỏ sự kêu gọi à? Bạn đang muốn lùi trốn khỏi sự khó khăn à? Tôi kêu gọi bạn đừng có bao giờ bỏ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Nhớ nhé, tôi dùng từ bỏ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, chứ tôi không dùng từ là bỏ một cái địa chỉ nào đó, bỏ một cái chỗ nào đó. Có nhiều khi bạn phải rời thuyền để mà đi theo sự kêu gọi của Chúa. Hãy trung thành ở với lời kêu gọi mà Ngài kêu gọi bạn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa đến đúng chỗ đó. Và lời nói cực kỳ thân thương. Từ trên bờ, Kinh Thánh chép là đến sáng Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Bạn phải hiểu là khi Chúa chưa nói thì lúc này người ta không biết đó là Ngài. Nhưng hãy nhớ này, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi các con. Trong Tân Ước có 2 từ chỉ về các con trẻ nhỏ. Có một cái từ gọi là các con nhỏ chung chung, nhưng có một cái từ rất là trìu mến mà sứ đồ Giăng dùng: hỡi các con cái bé mọn của ta. Và Chúa đã sử dụng cái từ yêu thương này, mà tôi tin chắc chắn rằng chỉ có những người ở trên thuyền, chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó quen ta. Ngài không cần phải nói rằng Ngài là Giêsu thầy của họ, nhưng chỉ tiếng gọi này thôi: hỡi các con. Giống như tiếng gọi mà Chúa đã nói: Ma-thê, Ma-thê. Hỡi Ma-thê, hỡi Marie, Marie. Cái từ hỡi Marie, Marie đó, lập tức Marie Magdalene nhận ngay ra đó chính là thầy Rabuni. Chúa nói: hỡi các con, hỡi các con yêu dấu, hỡi các con bé mọn của ta. Những từ này chỉ có những người ở trong cuộc, có mối quan hệ mật thiết mới nhận ra đây là thầy của mình. Hỡi các con, không có chi ăn sao? Họ thưa rằng: không ạ. Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Wow! Lần đánh cá thứ hai khác với lần thứ nhất. Lần thứ nhất cũng suốt đêm không bắt được con nào. Nhưng Chúa nói rằng: hãy ra khỏi bờ, tới chỗ sâu mà thả lưới. Đừng loanh quanh ở gần bờ. Đừng có sợ phó thác đời sống mình cho đấng mà các ngươi đi theo. Còn lần này không phải ra chỗ sâu, mà ngay tại chỗ các ngươi đang. Các ngươi đang thả, các ngươi đang đầu, chỉ cách bờ có 90 mét. Các ngươi đánh cá không bắt được con nào, thì bây giờ ta nói với các ngươi: hãy qua bên phải của thuyền mà thả. Thành công của các ngươi chỉ cách nhau có 2 đến 3 mét mà thôi. Chúng ta được biết rằng cá đi theo đàn, nếu đánh cá ở bên trái của thuyền thì không thể, nếu như đã thành không thành công thì không thể ở bên phải có cá được. Lúc này là buổi sáng, cá đã bơi xa rồi, nó chỉ ăn vào ban đêm thôi. Và Chúa đang muốn chỉ cho Phêrô và các môn đồ biết rằng đấng tạo hóa, đấng toàn tri và toàn tài, bằng một lời phán có thể biến không thành có, có thể biến một kẻ thất bại thành một kẻ thành công nhờ danh của Ngài. Thành công của các ngươi không ở đâu xa, mùa gặt của các ngươi không ở đâu xa. Hãy nhướng mắt lên mà nhìn, đừng nói rằng 4 tháng nữa mới tới mùa gặt. Mùa gặt ở ngay trong thuyền, bên cạnh thuyền của các ngươi đó. Không cần phải đi ra chỗ sâu, mà thả ngay bên phải thuyền. Thành công nằm trong lời phán của Đức Chúa Trời.
phải vị trí nào, không phải cách thả lưới nào, không phải đến chỗ nào, mà thành công ở chỗ có nghe được sự dẫn dắt của đấng đó hay không. Đây là những người đã dứt để bước vào sự kêu gọi, nhưng tất nhiên tâm trí và hành động của họ vẫn còn vướng mắc ăn gì, uống gì, mặc gì. Và Chúa đã chỉ cho họ, nếu có người vâng lời ta sẽ ăn của tốt nhất của đất. Họ đã thả cái lưới chỉ cách có 2 mét ở bên kia mạn thuyền thôi. Và Kinh Thánh chép rằng cả đêm họ đánh cá mà không bắt được con nào. Bây giờ chỉ nghe một lời phán của một đấng sống lại từ cõi chết, mà lại vào trong buổi sáng mặt trời đã bắt đầu mọc, cá nó đã chuồn hết rồi. Nhưng một lời phán của Chúa tạo dựng cả vũ trụ này, huống chi là đàn cá đó. Nhưng điều gì đó xảy ra? Họ đã đánh một mẻ lưới mà bắt được 153 con cá lớn. Các nhà sinh vật học nghiên cứu nói rằng thời bấy giờ tại hồ Galilee có 153 loài cá khác nhau, con cá lớn. Và dường như Chúa nói với Phê-rơ, với tôi và bạn rằng ý muốn của Ngài muốn cho hết thảy mọi dân tộc trên đất này, trên cái biển cả là thế gian này, hết thảy mọi dân tộc đều được nghe tới tin lành và họ được quyền tiếp nhận sự cứu rỗi từ Ngài. Chúa khiến, Chúa muốn, Chúa mong, ý muốn của Ngài muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết chân lý. Chúa muốn cho tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng mới tới, hãy thả bên hữu thuyền. Trong lúc chúng ta thất bại, trong lúc cuộc sống của bạn, hôn nhân của bạn có thể đang bị đổ vỡ, bạn không cần phải chạy trọt chỗ này chỗ kia. Ngay tại chỗ bạn đang đứng, hãy quỳ gối, suy xét lại chúng ta đánh mất tình yêu ban đầu ở chỗ nào, chúng ta sa sút từ đâu, và ăn năn làm lại từ đầu khi mà Chúa phán với bạn sau khi ăn năn. Hãy thả lưới bên hữu thuyền. Hãy thả lưới bên hữu thuyền. Hallelujah. Ngay tại chỗ bạn thất bại. Giống như học trò của Elise. Thầy ơi, con rơi cái lưới diều rồi. Elise hỏi, nó rớt ở chỗ nào? Đừng chạy loanh quanh. Đừng rơi ở chỗ này lại đi tìm một chỗ khác. Đừng chạy loanh quanh. Nó rớt ở chỗ nào? Và Kinh Thánh chép rằng Elise chặt một khúc cây, thả đúng chỗ cái lưỡi diều bị rơi. Kinh Thánh chép rằng lưỡi diều bằng sắt đó đã nổi trở lại. Elise nói với học trò rằng hãy đưa tay ra mà lấy nó về. Học trò đã mang nó trở về với mình. Điều mà Chúa làm Ngài đã làm, còn điều bạn cần phải làm Chúa không làm thay cho bạn. Ngay tại chỗ thất bại của mình, khi mà nói suốt đêm không bắt được con cá nào, hãy chạy tới với Chúa và xin Ngài một lời phán. Không có gì ăn, chúng con không bắt được con cá nào, chúng con cả đêm không ngủ, sức của chúng con không còn là bao nhiêu, mặt chúng con không còn tỉnh táo, nhìn lên bờ không còn nhận ra đó là Ngài nữa. Nhưng tai của chúng con sẽ mở thật căng ra để nghe đứng chăn chim phán. Xin hãy phán, kẻ tôi tớ đây lắng nghe. Ngay tại chỗ thất bại, bà có nhìn cây gậy mà tôi để trước mặt đây không? Nó là dấu hiệu của âm, dấu trừ của thất bại, thất tình, thất đức, của dấu bất, bất lực. Nhiều cái bất lắm, nhưng ngay khi bạn bị dấu bất, dấu thất, dấu lỗ này đè lên trên bạn, thì chạy tới với Chúa, Ngài sẽ biến nó thành dấu cộng, trừ thành cộng, âm thành dương. Và ngay tại chỗ thất bại của bạn, một lời phán, hãy thả lưới của ngươi ở bên hữu thuyền. Và cảm ơn Chúa, khi bạn và tôi lắng nghe tiếng Chúa phán và làm theo, thì chắc chắn sẽ thành công. Tạ ơn Ngài, Chúa đã từng phán, ngươi chẳng chết đâu, khi tôi rách động mạch chủ bụng. Đúng bằng ngày hôm nay, giờ này, tối hôm qua đó tôi đã nhận được
lời phán tối hôm qua của 7 năm trước nằm ở trên giường bệnh. Ngươi chẳng chết đâu. Và cảm ơn Chúa tôi có mặt tại đây để giảng cho bà một lời phán ngay trên giường bệnh đó, một lời phán ngay ở trong thuyền đó. Thả lưới ở bên hữu, thắng lợi ngay ở bên bạn, nó chỉ cách bạn có 1 mét thôi. Thắng lợi ở bên bạn, nó chỉ cách bạn có 50 phân thôi. Nó nằm trong lòng của bạn, nơi Chúa đang ngự. Hãy bước vào trong phòng riêng đó mà cầu nguyện. Chúa sẽ phán với bạn một lời. Chúa phán với Abraham, cha của nhiều dân tộc. Wow, cảm ơn Chúa. 153 con cá. Câu chuyện đánh cá lần thứ hai của Phêrô chưa dừng lại đâu. Bạn hãy nán lại cùng tôi ít phút nữa. Rồi điều gì xảy ra? Simon Phêrô sau khi đánh được mẻ lưới đó, lập tức ông được xác nhận bởi tiếng nói của một người bạn đồng môn là răng. Câu đó nói rằng ấy là Ngài, ấy là Chúa. Sự xác nhận đó, Phêrô càng xác quyết điều mà ông ta được nghe và ông ta đã thực thi phép lạ đó. Khi thánh chép rằng ông ta đang cởi trần, lấy áo dài cuốn lại, bởi vì đó là phép lịch sử kính trọng, không ở trần. Tất cả những thầy tế lễ phải mặc áo dài từ đỉnh đầu tới gót chân để không hở một chỗ nào hết. Các cherubim luôn luôn che mặt, cánh che mặt, cánh che chân, cánh để bay, không lõa lồ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông quấn áo. Khi thấy chết tiếp rằng ông nhảy xuống nước bởi vì thuyền cách bờ không xa. Ông muốn thật nhanh lại gần Chúa. Sự khác biệt giữa lần đánh cá trước đấy, một mẻ lưới đầy hai thuyền, Phêrô đã nói rằng xin hãy ra khỏi con vì con là kẻ có tội. Ông mời Chúa ra khỏi ông. Còn lần này ông ấy chạy tới với Ngài. Ông lại gần Ngài để thờ lạy. Wow, cảm ơn Chúa. Và khi họ lên trên bờ, điều gì xảy ra? Họ nhìn thấy một bếp than. Dường như buổi gặp gỡ này chỉ dành cho Phêrô duy nhất thôi. Bếp than lửa đỏ đó nhắc nhở Phêrô, cái đống lửa mà người ngồi, người nữ tôi tớ cay phe nói rằng hắn đúng là đồng bọn với người Galilê kia, và ngươi đã chối ta khi ngươi rời khỏi tình yêu nóng bỏng của ta để nhờ lửa của thế gian sưởi ấm. Ngươi đã chối bỏ ta, và bây giờ ông lại gần với lửa than. Bếp lửa đã có, đã cháy rồi. Rồi ở đó có cá, ở đó Ngài đã nướng bánh cho ông đợi sẵn rồi. Dường như Phêrô nhớ lại cái bữa ăn mà Eli được cơ hội thứ hai quay trở về với Ngài khi bị trầm cảm vì kiệt sức. Chúa đã cho Eli nằm ngủ, và sau khi ngủ xong đánh thức Eli dậy, vỗ vai nói ăn đi uống đi, rồi lại ngủ tiếp. Ngủ xong Ngài lại làm bánh và nước, vỗ vai nói Eli ăn đi uống đi, bởi vì đường còn xa cho ngươi lắm. Sự phục hồi khi cá và bánh nhắc nhở cho Phêrô nhớ lại cơ hội thứ hai của Eli trở về, bước vào sự hiện diện của Chúa, nhận sứ mạng từ Ngài và thực hiện sứ mạng cùng với Chúa. Rồi sau đó Chúa hỏi, ăn xong rồi Ngài hỏi Phêrô, ngươi yêu ta chăng? 3 lần, và ông đều đáp lại rằng Chúa, con yêu Ngài 3 lần. 3 lần chối Chúa công khai thì 3 lần công bố kết nối lại, con yêu Ngài công khai. Bạn nói xấu người khác công khai, bạn phải ăn năn công khai. Bạn phạm tội công khai thì bạn phải ăn năn công khai. Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước đều có liên quan tới sự nhận tội, xưng tội và bồi hoàn. Chứ không thể có chuyện khi hút phải xe ô tô của người khác chỉ một lời xin lỗi là xong. Bạn cần có sự bồi hoàn. Bồi hoàn cái gì? Sa-chê nói tôi sẽ mang của cải một nửa gia tài phân phát cho kẻ nghèo. Tôi có làm thiệt hại của ai để họ gấp tư? Chúa nói rằng nếu ngươi đến bàn thờ mà thấy anh em mình có thù nghịch gì, hãy để của lễ đó đến giàn hòa với anh em mình. Hãy tới với những nạn nhân mà mình đã gây ra cho họ những tội đó. Và nhà Chúa biết rằng Phêrô chối Chúa 3 lần công khai đó, thì ông cũng cần phải 3 lần công khai nối lại tình yêu với Ngài. Người yêu ta chăng? Con yêu Ngài. Rồi sau đó Ngài nói
với Simon Peter, vậy ông sẽ chết cho Ngài thế nào? Và Ngài nói, hãy theo ta. Dường như, hãy theo ta này lần thứ tư, Ngài nói. Lần thứ nhất trước khi đánh cá lần một, rồi lần thứ hai sau khi đánh cá lần một, lần thứ ba khi ông bước đi theo Ngài, ông đã từng nói rằng đi theo Chúa con bỏ mọi sự, vậy con được cái gì? Và lần thứ tư sau khi gục ngã kiệt quệ, sau khi đã sử dụng tất cả những tài trí của mình nhờ cậy vào sức mạnh của bản thân, ông đã gục ngã chối Chúa ba lần, ông hoàn toàn bị phá sản thuộc linh khi mà nhờ cậy về sức của mình, thì lúc này Phê-rơ đã nhận ra và Chúa nói rằng, Phê-rơ, Simon Phê-rơ, khi ngươi trẻ, ngươi muốn làm gì thì ngươi làm, ngươi tự thắt lưng cho ngươi, thích đi đâu thì đi, làm cái gì thì làm, nhưng khi ngươi trưởng thành thuộc linh rồi, ngươi già cả thuộc linh rồi, thì ngươi mới nhận biết được rằng bàn tay sức của ngươi thật là yếu đuối, ngươi giơ bàn tay yếu đuối của mình lên để nhờ Đức Thánh Linh thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi tới cái nơi mà ngươi không muốn, nguyện ý cha được nên không theo ý con. Và sau đó Chúa nói rằng, hãy theo ta. Cảm ơn Chúa. Bài học ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, hai lần đánh cá, bạn đang ở trong lần nào? Môi-se cũng hai lần được Chúa phục hồi lại khi ông chạy trốn và trong bụi gai cháy đó, cũng trong đống lửa đó, cũng trong bếp than đó, từ trong bụi gai cháy Chúa đã kêu gọi Môi-se trở về Ai Cập, hãy theo ta tới Ai Cập để giải phóng dân sự. David một lần được sức giàu, rồi sau đó nhiều năm sau mới lên làm vua. Eli cũng hai lần được Chúa phục hồi. Samson hai lần, khi một lần bị cạo đầu, ông được bắt làm tù binh lô lệ, bị chọc thủng mắt. Trong lúc đau đớn đó, ông đã ăn năn, ông đã nghĩ lại những việc mình làm và cầu xin Chúa phục hồi lại. Và lần đánh cá thứ hai của Samson cực kỳ lớn, mà trong cả đời của Samson không thành công bằng những giây phút cuối cùng nhờ Ngài một ngày trước mặt Chúa bằng ngàn năm chúng ta làm việc. Hãy nhớ lời của Chúa dạy chúng ta như vậy. Để trước khi kết thúc đề tài hai lần đánh cá này, tôi muốn gửi gắm tới anh chị em hai câu thánh kinh. Giăng đoạn 15 câu 5. Hãy nhớ Chúa nói rằng, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Phê-rơ đã cố gắng dùng sức của mình ngoài Ngài, thề thốt không theo đúng ý muốn của Ngài, không phản bội đâu, nhưng ông nhờ cậy vào sức của ông đã bước ra ngoài Ngài, ông đã nhờ cậy vào chính ông, và cuối cùng ông chẳng làm gì được và chối Chúa ba lần. Ngoài ta ra các ngươi không làm gì được, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Nhánh nho nó rất là cần sức sống, nhựa sống từ gốc nho. Và nếu chúng ta cứ ở trong Ngài, xưng Ngài là Chúa và ở trong Ngài, và ta ở trong họ khi lời của Ngài ở trong chúng ta, thì Kinh Thánh chép rằng chúng ta sẽ sinh ra nhiều trái, ngoài Ngài ra chúng ta không làm gì được. Rồi Phao-lô đã gửi gắm chúng ta trong sách Roma đoạn 11. Lời Chúa nói rằng, ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có khôn ngoan thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Chúa là đấng kêu gọi chúng ta đi theo Ngài. Tất nhiên có nhiều cái đầu chúng ta không thể hiểu nổi vì sao. Nhiều khi rơi vào tình trạng thiếu ăn, nhiều khi rơi vào tình trạng gặp khó khăn, nhiều khi rơi vào tình trạng bị phản bội, nhiều khi rơi vào tình trạng gặp bạn bè giả dối. Hết thảy những điều đó, Chúa đang muốn huấn luyện chúng ta để tay chúng ta dương nổi cũng đồng. Bởi vì qua hoạn nạn, chúng ta sẽ được nhận lãnh sinh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục khiến chúng ta có tính cách giống như Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta có tính cách giống như vậy, thì sự trông cậy, tin cậy vào Ngài càng thêm hơn. Thì thấy chép tiếp rằng, vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận điều gì Ngài báo lại. Nhớ này, vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Bạn thấy không? Bất cứ một điều gì chúng ta làm cho nước trời thì điều đó đều đến từ Ngài. Bất cứ điều gì sinh ra từ Đức Chúa Trời mới thắng hơn được thế gian. Nhưng thực hiện cái gì mà Chúa phán phải bởi sức của Ngài nữa cơ. Và kết thúc của công việc đó hướng vinh hiển cho Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen.
đừng dừng lại. Sách Roma không có chia đoạn trước đây, nhưng câu tiếp theo đoạn 12 câu 1: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời quyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Bạn thấy không, lần đánh cá thứ hai của Phêrô, ông đã dâng thân thể của mình làm của lễ sống thánh đẹp lòng Ngài. Lần đầu ông nói rằng xin Chúa ra khỏi con, còn lần này ông quấn áo xung quanh mình trần của mình và lao xuống nước chảy, trong khi các sứ đồ khác vẫn còn trên thuyền. Ông là người lao tới gần Ngài hơn. Ông đã dâng thân thể của mình làm của lễ sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông đã đến gần Ngài để thờ phượng Ngài, để nhận biết tiếp theo đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để làm gì? Để thử biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đây chính là điều mà vì sao có những lần, có những lúc chúng ta đánh cá hai lần. Chúa cho những cơ hội, nhưng tạ ơn Chúa, tôi muốn dừng lại. Điều mà muốn chia sẻ ngày hôm nay ở đây, hãy nhớ, bạn luôn luôn có cơ hội thứ hai khi có Ngài. Điều thứ hai, Chúa luôn khiến mọi sự hiệp lại với chọn những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn cho bạn nếu bạn đang chuẩn bị bước vào lần đánh cá thứ nhất, hoặc là bạn đang giữa lần đánh cá thứ nhất hay lần đánh cá thứ hai, hoặc bạn đang chuẩn bị bước vào lần đánh cá thứ hai, hãy học bài học hai lần đánh cá của Phêrô để rút tỉa cho mình bài học cho bản thân. Nguyện Chúa ban phước cho bạn trong danh Jesus Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.